Hello, em chào các bác nhé. Trong video clip này em giới thiệu tới các bác men Martin MA3.0. Con men này thì nó do PowerShop sản xuất theo đơn đặt hàng của hãng Martin. Thì giữa PowerShop M30 và Martin MA3.0 thì nó có cùng cái nội thất các bác nhé. Nó cùng cái ruột này, nó là ruột gan, nó giống nhau, nó chỉ khác về ngoại thất thôi. Cái bộ mặt này đặt theo hãng này. Martin thì nó chuyên làm cái mặt màu xanh các bác nhá. Còn PowerShop thì nó làm cái mặt giống như cái màu vỉ mạch đây. Đây anh em thấy PowerShop này. Đây tem mác PowerShop nhá. Con này sản xuất tại Italia. Con bên này còn rất là đẹp các bác nhá. Dòng này thì có một cái đặc điểm, nó là quạt nó rất là êm các bác nhá. Quạt rất là êm. Hiện tại nó không quay, khi nào nó nóng chạy, nó nóng thì nó mới quay. Tốc độ càng nóng thì nó quay càng nhanh. Con bên này là bên hai kênh. Hai kênh các bác nhá. MA3.0 thì công suất của nó là 1500W trên một kênh ở 4 ohm. 900W trên một kênh ở 8 ohm nhá. Sử dụng cho chúng ta đánh dòng loa gia đình quá là ok luôn. So sánh với những dòng bên 900W thì con này giá thành của nó cũng hợp lý, bên em bán giá rất là hợp lý các bác nhá. Con bên này thì chạy nguồn điện 220 các bác nhá. Đây quạt nó bắt đầu nó lung lay một chút này. Em sẽ mở thử cho anh em nghe thử nhá. Em đang kéo trực tiếp lên PS15 không qua controller các bác nhá. Nó quay cũng rất là êm. Dòng này em thấy là rất là thích. Chất âm của dòng này cũng rất là hay các bác nhá. Giá bên em đang bán với giá là 27 triệu cho con bên này. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo số 0962 229 226. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.